Đến trưa ngày 16 tháng 4, Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp xử lý hiện trường, xác định nguyên nhân vụ xe container tông giải phân cách cuốn xe máy vào gầm. Gần 9 giờ sáng cùng ngày, xe container biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên tỉnh lộ 8 theo hướng về đường Huỳnh Minh Mương, huyện Củ Chi. Khi vừa qua giao lộ tỉnh lộ 8 Lê Thị Ân, giáp xã Tân Thạnh Đông với xã Trung An, huyện Củ Chi, thì xe container tông vào giải phân cách, lao sang làn đường ngược lại và va chạm với xe máy biển số tỉnh Tiền Giang do người đàn ông khoảng 50 tuổi cầm lái. Xe container tiếp tục cuốn xe máy vào gầm, kéo lê lên vỉa hè và chỉ dừng lại khi tông ngã nhiều cây xanh, cổng rào bằng lưới thép của cửa hàng nông sản. May mắn, người đàn ông đi xe máy đã ngã ra đường, chỉ bị xây xát nhẹ. Ghi nhận, hàng loạt giải phân cách bị ủi văng, phần đầu xe container bị hư hỏng và xe máy của người đàn ông bị mắc kẹt dưới gầm. Một trụ điện bị kéo nghiêng do dây điện vướng vào thùng xe container. Theo một cảnh sát giao thông ở hiện trường, nguyên nhân ban đầu được cho là xe container bị nổ lốp.